Đây sẽ là 8 bí ẩn ly kỳ và thú vị về nước hoa mà những người dùng 10 năm cũng chưa chắc đã biết. Xin chào, xin chào, lại là Thoa đây. Nước hoa cũng giống như là phụ nữ, luôn phảng phất những ẩn chứa bí mật vô hình bên trong. Nếu như mà son môi tạo điểm nhấn thu hút ngay từ những giây phút đầu tiên, thì nước hoa lại ghi lại dấu ấn khó phai, làm cho người ta cứ lưu luyến mãi về sau. Nhắc đến nước hoa, mọi người thường nghĩ đến một điều vô hình và khác biệt. Trong video ngày hôm nay, Thoa sẽ chia sẻ cho bạn 8 bí ẩn ly kỳ và thú vị về nước hoa mà dùng 10 năm rồi cũng chưa chắc đã biết. Thứ nhất là nước hoa xuất hiện từ khi nào? Có lẽ nếu ở thời gian hiện tại và bất chợt được hỏi rằng nước hoa bắt nguồn từ đâu thì chắc chắn không ít bạn sẽ trả lời rằng từ châu Âu hoặc là từ Pháp, bởi vì nơi đây cũng đã quá nổi tiếng với các thương hiệu chứ danh nổi tiếng. Tuy nhiên, đáp án thật sự sẽ khiến bạn không khỏi ngỡ ngàng. Theo lịch sử, nước hoa có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại, khoảng 3.000 năm trước công nguyên, người Ai Cập sử dụng nước hoa để tôn vinh các vị thần, làm đẹp cho bản thân và bảo quản sắc ướp. Tinh dầu nước hoa cũng được coi là một món quà quý giá, được trao tặng cho các vị vua, được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo và trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và đời sống của người Ai Cập. Thứ hai, nước hoa không nhất định phải làm được từ hoa. Khi nghĩ đến nước hoa, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ đến những bông hoa thơm ngát như là hoa hồng, hoa nhài, hoa lan, hoa huệ. Nhưng mà bạn có biết nước hoa không nhất định phải làm từ hoa hay không? Thực tế, nước hoa có thể làm được từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau như là vỏ cây, nhựa cây, trái cây, gia vị, thảo mộc, tinh dầu hoặc là được tổng hợp từ các chất hóa học khác. Thứ ba, quy trình làm nước hoa. Chai tinh dầu nước hoa Pháp Jubilin này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mà để tạo ra nó, người ta đã trải qua một quá trình vô cùng kỳ công. Đầu tiên, người ta sẽ chiết xuất tinh dầu và pha trộn chúng với nhau theo tỷ lệ nhất định để tạo ra các hương thơm khác nhau. Sau khi pha trộn các tầng hương, người ta sẽ thêm vào những dung môi để làm cho những cái mùi hương tinh dầu nó trở nên ngây ngất hơn, thơm tho và quyến rũ hơn. Nhưng mà cái quy trình mà để chiết xuất các loại tinh dầu và để lựa chọn các loại nguyên liệu thì nó sẽ là đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và rất mất thời gian cũng như là sự sáng tạo rất cao của người làm nghề. Và sau đây là top 3 lọ nước hoa đắt nhất thế giới có giá cao ngất ngưởng mà chắc chắn bạn sẽ phải ngỡ ngàng khi nghe luôn. Top 3 là nước hoa Clyde Christian No. 1 Imperial Majesty có giá 12.721 đô cho chai 500ml. Chai này được ra mắt vào năm 2006 và chỉ có 10 chai được sản xuất. Mỗi chai được làm bằng pha lê Baccarat, có nắp bằng vàng trắng 18 carat và được trang trí bởi một viên kim cương trắng 5 carat. Top 2 là nước hoa Bulgari Opera Prima có giá 226.250 đô la cho một chai 100ml. Bulgari Opera Prima được ra mắt vào năm 2014 để làm lễ kỷ niệm 135 thành lập của thương hiệu Bulgari và chỉ có một chai duy nhất được sản xuất thủ công bởi các nghệ nhân tài ba của Ý. Và top 1 là nước hoa DKNY Golden Delicious có giá 1 triệu đô cho chai 100ml. Chai này thì được ra mắt vào năm 2011, được thiết kế bởi nhà kim hoàn nổi tiếng Martin Kass và được làm bằng vàng 14 carat và được trang trí bởi 2.909 viên đá quý bao gồm kim cương, ngọc trai, ruby, sapphire. Điều thứ 5, bí ẩn về nước hoa có mùi tiền. Tiếp theo là những bí ẩn về nước hoa có mùi tiền. Và có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao nước hoa lại có mùi tiền, có đúng không nào? Và nó có gì hấp dẫn mà nhiều người muốn sở hữu? Nước hoa có mùi tiền là một sản phẩm của hãng Liquid Money, được thành lập bởi Patrick McCarthy, một doanh nhân của người Mỹ. Ý tưởng của anh là tạo ra một loại nước hoa mang lại cảm giác giàu có, thành công và quyền lực cho người dùng. Anh đã thu thập những tờ tiền mới in và phân tích thành phần hóa học của chúng, sau đó sử dụng các hợp chất tổng hợp để tái tạo mùi hương của tiền. Nó có hai phiên bản là His Money và Her Money. His Money thì có mùi hương nam tính, còn Her Money thì có mùi hương nữ tính. Hiện nay một chai nước hoa có mùi tiền 50ml được bán ra với giá khoảng 50 đô. Điều thứ 6, bí ẩn về bùa yêu từ nước hoa của nữ hoàng Ai Cập. Nếu bạn là fan của nước hoa, chắc hẳn bạn không thể nào mà không biết đến nữ hoàng Ai Cập nổi tiếng với sắc đẹp và sự quyến rũ của mình. Đó là Cleopatra. Cô ấy đã sử dụng nước hoa như một thứ vũ khí để chinh phục trái tim hai vị đại tướng La Mã là Julius Caesar và Mark Antony. Cô thường xuyên sức tinh dầu nước hoa lên mái tóc, quần áo, phòng ngủ, thậm chí là cả tàu thuyền của mình để khơi gợi sự chú ý. Có thể nói, nước hoa đã giúp Cleopatra viết nên những trang sử tình ái đẹp nhất của nhân loại. 7. Kinh đô nước hoa của thế giới. Chắc hẳn ai dùng nước hoa lâu năm cũng biết Pháp là cái nôi của hương thơm và thành phố Grasse nằm ở miền nam nước Pháp được mệnh danh là kinh đô nước hoa của thế giới. Thành phố này có khí hậu ôn hòa, thích hợp cho việc trồng các loại hoa thơm cỏ lạ quý hiếm. Từ thế kỷ thứ 16, người dân Grasse đã bắt đầu phát triển nghề chưng cất tinh dầu hoa cỏ cây và hoa thơm để làm nước hoa, xà phòng, nến và các sản phẩm tạo mùi hương khác. Dần dần, Grasse trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán nước hoa lớn nhất thế giới, cung cấp nguyên liệu và sản phẩm cho nhiều thương hiệu nước hoa nổi tiếng. Nếu bạn là một tín đồ của nước hoa, bạn không thể bỏ qua cơ hội đến thăm nhà máy ở Grasse. Ở đây bạn có thể tự tay làm ra những chai nước hoa riêng của mình với sự hướng dẫn của các chuyên gia. Thoa cũng đã từng được trải nghiệm ở nơi này rồi, cảm giác rất là tuyệt vời và thích thú.
Điều thứ 8 đó là hãy cảnh giác với chiêu trò tặng nước hoa rởm. Trong khi nước hoa là một món đồ tuyệt vời để có thể thể hiện sự quan tâm và tôn trọng, thì cũng có không ít kẻ lợi dụng điều này để lừa lọc khách hàng. Nói đến chiêu trò này thì Thoa có tình cờ biết đến một câu chuyện của một chị khách. Một hôm, chị nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là nhân viên của cửa hàng thời trang tại Hà Nội, nơi mà chị ấy từng mua chiếc áo khoác. Nữ nhân viên này thông báo với chị là một trong những khách hàng may mắn được nhận món quà tri ân là chai nước hoa thương hiệu Chanel trị giá 1.865.000 đồng. Để nhận được món quà giá trị này, chị chỉ cần trả 239.000 đồng và thêm 30.000 đồng phí vận chuyển. Nghe được nhận quà tặng thì chị rất là vui mừng và đồng ý trả tiền qua thẻ ngân hàng. Tuy nhiên khi nhận được gói quà, chị bất ngờ và thất vọng bởi vì đó chỉ là một chai nước hoa nhái có giá vài chục nghìn đồng mà thôi. Vì vậy, Thoa khuyên mọi người nên cẩn thận khi mua nước hoa, bởi nước hoa rởm hiện nay tràn lan ở trên thị trường, và cũng nên cảnh giác với các chiêu trò tặng nước hoa trị giá vài triệu đồng. Nếu mà có tặng thật thì Thoa nghĩ thương hiệu đó là mới ra mắt, tặng những tester để cho mọi người trải nghiệm với cái giá dùng thử rất là khuyến mãi mà thôi. Và mọi người sẽ có thể trải nghiệm được những cái mùi hương tinh túy trong một cái dung tích rất là nhỏ, chứ làm gì có chuyện tặng nước hoa full size đến vài triệu đồng. Và nhân tiện đây, Thoa cũng bật mí với mọi người rằng là nhãn hàng nước hoa Jubilee đang có chương trình tri ân khách hàng mua 2 tặng 1 và mua 1 tặng 1. Thoa cũng đã để thông tin này ngay dưới phần mô tả rồi. Nếu mọi người quan tâm thì hãy click ngay vào bên dưới nhé. Và nếu như mà thấy video này hữu ích thì đừng quên hãy chia sẻ video này tới mọi người. Và đừng quên hãy subscribe kênh của Nguyễn Kim Thoa để xem được nhiều video hữu ích tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn ở những video hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào!